Chào các bạn thông nhanh trí, tính mắt hôm nay chúng ta sẽ giải đáp những câu đố hay nhé. Các bạn thông minh nhưng không phải dễ ăn đâu nhé. Bắt đầu thôi. Chiếc lá nào khác biệt? Bạn nhìn ra chưa? Nó đây các bạn, chỉ có 3 cành, khác với lá còn lại. Bạn chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. What? Chữ nào khác biệt? Các bạn nhìn kỹ nhé. Đây rồi, nó là số 7 các bạn nhé. Các bạn thấy dễ không? What? Trong bông hồng có hình cô gái, các bạn nhìn xem cô ở chỗ nào và bình luận bên dưới nhé. Chữ nào khác chữ M? Đây rồi chữ V kép các bạn nhé. Bạn tìm xem đâu, không phải lá cờ Việt. Đây nhé các bạn. Đây nhé các bạn, lá cờ bị lạc. Đố bạn chữ nào khác biệt nhé? Đây nhé, chữ khác biệt những chữ còn lại. What? Chữ nào khác biệt? Bạn có biết không? Đó là có một số 7 nhé. What? What? Đố bạn biết hình mặt cười nào khác hình còn lại? Các bạn ơi, em này hôn chuông mỏ nhìn đáng yêu được. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Dũng TV. Hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chúc các bạn vui vẻ.